Thưa quý vị, chương trình hôm nay tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, khi cơn bão đến gần, một cảnh báo màu đỏ đã vang lên dọc theo bờ biển Trung Quốc. Nhà hát phía đông vang lên và quân đội đã sẵn sàng ứng trực. Theo trang web chính thức của Đài quan sát khí tượng Trung ương ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, tâm bão số 12 năm nay, Mây Hùa, nằm trên khu vực phía nam biển Hoa Đông, cách huyện Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang khoảng 185 km về phía đông nam. Lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay ở vĩ độ 28,1 độ vĩ Bắc và kinh độ 123,1 độ Đông. Sức gió cực đại vùng gần tâm đạt cấp 15, áp suất thấp nhất ở tâm đạt 945 HPA. Bán kính vòng gió cấp 7 từ 240 đến 300 km, bán kính vòng tròn gió cấp 10 là 80 đến 100 km và bán kính vòng tròn gió cấp 12 là 50 km. Dự kiến Mây Hùa sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km một giờ và cường độ sẽ duy trì hoặc tăng nhẹ. Nó sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Xiamen đến Songshan ở Chiết Giang vào khoảng tối nay. Sau khi đổ bộ, Mây Hùa sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc với sức mạnh suy yếu, đi qua vịnh Hàng Châu và hạ cánh một lần nữa trên bờ biển từ Gia Hưng, Chiết Giang đến Phố Đông, Thượng Hải vào đêm ngày nay. Điều đáng chú ý là tài khoản chính thức của nhà hát phía Đông quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo vào sáng ngày hôm nay rằng cơn bão số 12 năm nay Mây Hùa đang đe dọa, cần tăng cường công tác cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn, nâng cao toàn diện khả năng ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo an toàn và giành chiến thắng trong những thời điểm quan trọng. Cũng có thông tin cho rằng, trong đợt ứng phó khẩn cấp về phòng chống bão ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, thành phố đã đình chỉ việc thực hiện kiểm tra và phát hiện axit nucleic bình thường hóa trong 72 giờ cho đến khi biện pháp ứng phó được dỡ bỏ. Văn phòng Phòng chống dịch bệnh Ninh Ba đã ban hành một thông báo vào ngày hôm nay nói rằng tất cả người dân nên giảm ra ngoài và giảm tụ tập để tránh bị thương có thể gây ra do di chuyển của người dân trong thời tiết mưa gió. Ngoài ra, tất cả các địa phương phải điều tra toàn diện việc đặt các điểm lấy mẫu axit nucleic, tạm dừng tất cả các điểm lấy mẫu ngoài trời để bảo vệ hiệu quả quyền an toàn cá nhân của người dân và kiên quyết ngăn chặn các thảm họa thứ cấp có thể xảy ra do thời tiết bão lụt. Siêu bão cấp 17 lại ập đến, bão số 14 Nam Madu bùng phát dữ dội, hút cả hoa mận thách thức vua gió. Hấp thụ năng lượng điên cuồng, liên tiếp phát triển nhanh chóng hai cấp, siêu bão cấp 17 mới có thể lại tới. Nó có ảnh hưởng đến bờ biển của Trung Quốc không? Trước hết, nhìn lại cơn bão số 12 Mây Hùa đang ảnh hưởng đến Trung Quốc đại lục. Nó đã vượt qua Giang Tô tiến vào Hoàng Hải, dự kiến sẽ đổ bộ vào bán đảo Sơn Đông vào lúc 23 giờ tối nay. Sau đó có thể sẽ đi về phía Bắc và đi vào Liêu Ninh và Cát Lâm. Mặc dù hiện tại nó đã suy yếu thành bão nhiệt đới cấp 9, nhưng gió và mưa nó mang lại vẫn ảnh hưởng đến các vùng phía Đông và Đông Bắc của Trung Quốc đại lục vào buổi chiều sau khi bão số 13 Miao Bai vừa tan và bão số 12 Mây Hùa suy yếu xuống cấp 9. Bão số 14 Nam Madu đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ 33 m/s như bão số 12 và áp suất trung tâm giảm đáng kể xuống 975 HPA. Mặc dù cấp cao nhất mà Đài quan sát khí tượng Trung ương của chúng tôi đưa ra là cấp 15, nhưng Hoa Kỳ đã đưa ra siêu bão cấp 16. Đây sẽ là một cơn bão dữ dội ngoài sức tưởng tượng. Có thể thấy từ độ cao 10.000 m, bão số 14 Namadu liên tục hút tích hợp năng lượng xung quanh. Đặc biệt, sau khi bão số 12 đổ bộ vào đất liền, năng lượng phát ra liên tục bị hấp thụ bởi Namadu, bị cuốn từ hướng Tây Bắc. Năng lượng của hệ thống nước theo hướng Tây Nam và hướng Biển Đông cũng được hấp thụ và tích hợp và tiếp tục hội tụ về phía tâm, có khả năng tương đối cao trở thành bão tương đối mạnh trong tương lai. Cũng không loại trừ khả năng siêu bão vượt cấp 16, thậm chí cấp 17. Từ quá trình hình thành và phát triển của cơn bão có thể thấy, Namadu đã ủ hơn 10 ngày, lúc đầu liên tục bị bão số 12 Mây Hùa và bão Mia Bai uy hiếp và dập tắt. Sau đó lớn lên thì có khả năng cao rằng nó sẽ là một sức mạnh vượt quá mức đo được. Giờ đây, các siêu máy tính ở nhiều quốc gia khác nhau đều đang khao khát Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt là khi chúng đột ngột chuyển hướng sang Nhật Bản khi đến phía Tây Nam của Nhật Bản. Vẫn có những biến cố nhất định trong tương lai. Có thể sau khi Mây Hùa tan, hướng đi và sức mạnh của cơn bão số 14 Namadu trong những ngày tới sẽ phát huy sức mạnh của nó, và nó sẽ hoạt động ổn định hoặc tạo nên kỳ tích vào thời điểm đó.
kết hợp với xu hướng của các cơn bão trong quá khứ và phân tích của siêu máy tính hiện tại, nó có khả năng sẽ tiếp cận biển Hoa Đông và có khả năng sẽ tiếp cận Chiết Giang, Thượng Hải và Phúc Kiến. Trên bờ biển phía đông có một khí áp cao cận nhiệt đới mạnh lên phía tây nam và không khí lạnh di chuyển xuống phía nam. Vùng khí áp cao có khả năng cao bão sẽ tiến vào trên biển Hoa Đông và khu vực tây nam. Cơn bão khổng lồ Namadu đã mạnh lên và diện tích bản đồ mây vượt quá diện tích của Nhật Bản. Ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7, khu vực Tây Thái Bình Dương thực tế tiếp tục duy trì tình trạng hỗn loạn do ba cơn bão nhảy múa cùng nhau. Nhưng hôm nay, tình hình ba cơn bão này nhảy múa cùng nhau sắp thành cơn bão cực Tây. Bão Mehua đã đổ bộ vào Yonsan, Chiết Giang vào tối ngày hôm qua và hôm nay nó bắt đầu di chuyển về phía Bắc trên bờ biển phía Đông của Trung Quốc. Sau khi quét qua Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải, mục tiêu tiếp theo của bão Mehua là bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông, và cuối cùng sẽ biến đổi thành một xoáy thuận ngoại nhiệt đới trong khu vực này. Trên thực tế, cơn bão Myobai ở cực đông dường như cũng đã di chuyển về phía Bắc và đến cùng vĩ độ ở Nhật Bản. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy cấu trúc mắt của bão Myobai, nhưng thực tế có thể quan sát thấy một số lượng lớn các đám mây lạnh gần đó. Tại đây, bão Myobai đã bắt đầu chạm vào vành đai Tây, dần chuyển sang không khí ngoại nhiệt đới có dấu hiệu quay vòng. Ngược lại, cơn bão Namadu ở giữa hai cơn bão Mehua và bão Myobai, dù chiếm vị trí tốt nhất ở Tây Thái Bình Dương, nhưng nó đang hấp thụ một lượng lớn hơi nước và nhiệt của đại dương, đồng thời hoàn lưu đang mở rộng nhanh chóng. Bản đồ mây vệ tinh hôm nay cho thấy bão Namadu đã hoạt động mạnh ở phía Tây Thái Bình Dương, vùng hoàn lưu khổng lồ trên bản đồ mây lớn hơn so với quần đảo Nhật Bản. Đồng thời, cấu trúc mắt gió mờ cũng bắt đầu xuất hiện trong Namadu. Trung tâm xuất hiện một dấu hiệu cho thấy rõ ràng nó đã mạnh lên. Dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết bão Namadu sẽ di chuyển dần theo hướng Tây Bắc và mạnh lên thành cấp bão cuồng phong vào khoảng ngày Chủ nhật tới. Tuy nhiên, điều đáng mừng là dự báo hiện tại cho thấy bão Namadu sẽ quay đầu sau khi đi qua quần đảo Ryukyu và có khả năng đổ bộ vào Nhật Bản là lớn nhất. Một số dự báo của siêu máy tính chỉ ra rằng cơn bão Namadu có hoàn lưu cực lớn hiện nay sẽ dần phát triển thành một cơn siêu bão mạnh đang trong quá trình mạnh lên. Khi tiến vào biển Hoa Đông, khu vực gió rộng lớn sẽ chạm tới bờ biển phía đông. Do đó, may mắn thay, đường đi của nó là tương đối rộng và phần lớn sức mạnh của nó là ở biển Đông Trung Quốc. Hiện tại, tác động của nó đến đất liền của đất nước này vẫn còn tương đối nhẹ. Nhưng đối với Nhật Bản, bão Namadu tiếp theo sẽ không phải là ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu. Siêu máy tính chỉ ra rằng, trong quá trình bão Namadu tiến gần và đổ bộ vào phía Tây Nhật Bản, bão Namadu mang theo nhiều hơi nước sẽ đổ bộ vào Nhật Bản. Chẳng hạn, trong dự báo lượng mưa tích lũy từ ngày hôm nay, 7 ngày tới, người ta đã đưa ra dự báo lượng mưa đáng kinh ngạc gần 1.000mm ở Kyushu, Nhật Bản, đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ phải đối mặt với những trận mưa bão rất dữ dội. Tuy nhiên, loạt đường đi tiếp theo của cơn bão lớn hơn Namadu sẽ cuốn đi hơi nước ở nhiều nơi ở miền Trung Trung Quốc và Giang Nam. Lượng mưa tích lũy ở nhiều tỉnh ở Hồ Nam và Giang Tây có thể là không có trong 10 ngày tới và khả năng hạn hán sẽ tiếp tục phát triển. Chúng tôi nhắc nhở những người bạn ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, đặc biệt là hai hồ ở Giang Tây rằng chống hạn là một cuộc chiến kéo dài và chúng ta phải chuẩn bị cho những đợt hạn hán liên tiếp vào mùa hè và mùa thu. Ngày càng có nhiều bão ở Shujian, Thượng Hải và hàng rào chống bão không thành công. Vào tối ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7, cơn bão số 12 năm nay Mehua đã đổ bộ vào Yonsan, Chiết Giang, đất nước tôi, và nó là một cơn bão mạnh khi đổ bộ. Sau đó, bão Mehua đổ bộ vào bờ biển Fengxian, Thượng Hải vào sáng sớm ngày hôm nay và vẫn còn cấp bão khi đổ bộ. Sau khi cơn bão Mehua đổ bộ vào Thượng Hải lần thứ hai, nó liên tiếp phá vỡ vòng ngoài, vòng giữa và vòng trong và chạy qua trung tâm Thượng Hải. Áp suất không khí của trạm Shenzhouhui ở khu vực đô thị đã giảm xuống dưới 980 HPA và dữ liệu quan trắc của trạm tự động vào sáng sớm nay đã ghi lại rõ ràng đây là cơn bão mạnh nhất đã đi qua Thượng Hải kể từ khi thành lập Trung Quốc đại lục. Cơn bão uy hiếp Mehua đã thực sự chứng tỏ sức mạnh của nó ở Chiết Giang và Thượng Hải. Ví dụ Zhuhan, điểm đổ bộ đầu tiên và quần đảo Zhuhan thường hứng chịu gió mạnh từ cấp 12 đến cấp 14. Tại nhiều trạm thời tiết vào tối ngày hôm qua và thậm chí trên một số trang web đã ghi lại được một cơn gió giật cấp 16 sau khi đổ bộ vào Thượng Hải. Trạm Thủy Văn U Song ở quận Bảo Sơn, Thượng Hải đã ghi nhận gió giật tối đa là 42,8m/s, đạt cấp 14 và thiệt hại do gió cũng xảy ra ở nhiều nơi ở Thượng Hải.
trận bão đã đổ bộ vào Sichuan và ảnh hưởng đến Thượng Hải trong năm nay sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều cư dân mạng sẽ đặt ra câu hỏi, Thượng Hải và Sichuan lần lượt bị ảnh hưởng bởi bão, phải chăng hàng rào chống bão không hoạt động? Dưới góc độ khoa học, quả thực rất khó để một cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Sichuan và Shanghai. Nhưng nguyên nhân không phải là do hàng rào chống bão, mà là do yếu tố địa lý. Khí hậu của Sichuan và Thượng Hải thực tế là tương đối sát bờ biển miền Đông, bờ biển nhỏ và ngắn, vĩ độ tương đối cao, là nơi bão khó tiếp cận. Nhiều cơn bão mạnh dần vượt qua đỉnh áp cao cận nhiệt đới khi đến biển Hoa Đông, tạo cảm giác mê hồn. Nhưng nhìn vào những nguyên nhân đằng sau, nó thực sự là do điều kiện địa lý, khí hậu gây ra, chứ không phải do một số biện pháp che chở cho Thượng Hải và Sichuan, khiến bão đổ bộ vào đây rất khó khăn. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong những năm gần đây, và số lượng các cơn bão đổ bộ vào Thượng Hải và Sichuan đã tăng lên đáng kể. Ví dụ, vào năm 2018, Thượng Hải có 3 cơn bão là Ampi, Yunque và Ubia. Năm 2019, Sichuan có Mina, một cơn bão khác và một trận bão khác ở Sichuan vào năm 2021 và một cơn bão khác trong năm nay. Điều này có thể cho thấy điều kiện khí hậu đang âm thầm thay đổi. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!